dê là dê săn gớm quá. Nhìn như mấy hằng mà ta nói đam mê gì vậy. Ồ mà đẹp ghê. Ồ nhìn lại cũng đẹp đó chứ. Trời ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái game rất là quen thuộc của nhiều bạn. Đó là game Mu. Thì cái này là web gì Mu web gen gì Mu Orinic gì đó. Đó. Thì ở đây là mình có vào mình test rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn thôi. Bây giờ là ở đây mình bấm vào đăng ký ha. Đó. Rồi địa chỉ email nào cũng được, xàm xàm ba láp gì cũng được. Rồi xác nhận. Đó, chỉ có một đang nó đang mở server, một server duy nhất nha các bạn. Bây giờ mình vào nè. Thì sau khi mà mình nhận hết các mã code rồi thì mình mới phát hiện ra là mình quên hướng dẫn các bạn khúc đầu. Đây nó có 5 cái nhân vật nè. Đó, cái nhân vật mà hồi đó chúng ta thường chơi nè. Ba cái lát đầu, đó, kiếm sĩ nè. Băng và lửa là hai tay của ta. Dòng bão và tia chớp là nô lệ của ta. Và cung hữu. Mũi tên của ta không yếu đuối như ta đâu. Vẫn là sexy lady như ngày nào. Chúng ta có thêm là gì kiếm sĩ nè. Kiếm sĩ thì nó chia ra thành hai lát, đó là ma pháp và năng lượng. Đó. Sức mạnh của ta bắt một con nữa là triệu hồi sư. Nhưng con này thì không có tạo được bà ấy mà chúng ta phải đâu rồi, nó kêu là cái gì nè. Ác ma. Ta cũng không hề e sợ. À cái này là mình đã có nhân vật trước rồi nên là mình tạo được, còn như mấy cái kia là tạo không có được. Tạo thử rồi. Đó, đây là đầu game, trời thấy nó đi không? Trời ơi. Đừng nhìn người ta như vậy nữa mà. Người ta mắc cỡ thì sao? Đó, mới vào thì nó cho nè các bạn. Đó, full VIP 12. Cảm kích sự tin cậy của dũng sĩ. Ta sẽ bảo quản vật phẩm thật tốt. Full vàng và 100 triệu, 100 triệu vàng khóa, đó là ông kim kim cương khóa và 100 tàn sát vô tận. Ấy được các bạn, các bạn tạo 3-4 cái nhân vật thì các bạn được thêm kim cương cho lúc đầu đó các bạn đây nè. Cái con kia hồi nãy là mình được là 100 ngàn kim cương. Còn cái con này bây giờ mình tạo lại thì nó cho thêm 100 ngàn nữa là mình có 195 ngàn kim cương nè, không khóa. Vậy các bạn tạo 3 cái con nhân vật, 4 con nhân vật thì các bạn có được là 1, 4, 1. Nói chung là rất là nhiều nhưng mà xài cũng tạm mà các bạn. Chủ yếu là nó cho cái này nè. Đó, vừa vào game thì nó cho như vậy nha. Đâu rồi? Cho luôn trùng sinh 3 này nha. Ô, lên trùng sinh 4 luôn à. Đó,
VIP thì là full VIP. Đó. Một cái phù cánh. Đám kẻ thù âm mưu tổ khí giáng sinh đó. Tao muốn. Còn đây là cái sum nè, không biết là cái gì đây. Hình như là của con này nè, đầu của con này nè các bạn. Mặc vào. Nó cho chúng ta một đôi cánh, đại cánh rồi ta. Chúng ta kết bạn được không? Phía trước nguy hiểm, này nhớ cẩn thận đó. Đây cho cánh 21. Cho một con bé. Ma pháp trong trận. Ma lực. Cho một cái ngoại trang cánh nè, đó. Cho một cái ngoại trang của đồ. Họ nhìn cũng đẹp đó chứ. Đây là cho ngoại trang vũ khí nè, đó. Trời ơi, cái cây bự dữ. Đẹp chứ bộ. Đây là cái bước chân. Đó, đầu game là cho được như vậy. Xong rồi cuối game thì là một chút nữa mình sẽ chỉ các bạn là cách nhập code, cái mã code. Rồi mình sẽ quay lại cái con nhân vật lúc đầu của mình tạo. Thì lúc đầu mình quên là mình đã tạo rồi. Không phải mình tạo rồi, gì vậy? Chưa có vũ khí đâu rồi. À đây nè, cái cây vũ khí nè. Đây, ok. Kỹ năng đẹp vậy. Đó thì hồi nãy mình có tạo một cái con nhân vật mà hồi nãy mình quên quay lại cho các bạn. Ngồi nói chuyện đã đời mới nhớ là mình xong cái clip và mình tắt rồi mình mới biết là mình quên quay. Và bây giờ mình quay lại cái lúc tạo nhân vật này cho các bạn xem. Đầu game thì nó cho chúng ta cái gì. Ma pháp trong trận, cần một trận chiến thật sự để cân bằng. Đây, mình hướng dẫn các bạn nhập cái mã code nha, đây nè, bấm vào đây. Bấm vào chữ nạp nè nha. Rồi bấm vào cái chỗ mua kim cương nè, đó. Ở đây là có mã code ngày, đó, bấm vào nhận. Đó là nhận. Cái này, cái mã code này nó, cái code ngày này nó chỉ là mấy viên đá thôi nha các bạn. Mấy viên trao này nọ. Còn đây là đó. Đây là cái code mà mình nhập hồi nãy nè. Được 20 mấy cái code lận. Có gì chút mình chia ra làm 3 cái liên cho các bạn. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái clip lúc đầu mình nhập mã code nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Ủa nó có nhân vật đi theo luôn nè, gì ghê vậy? Nếu hắc ám không bị tiêu diệt, đừng nói nhỏ này là cái con bé của mình nha. Đều trở thành vô nghĩa. Nghi lắm à. Không ai có thể thoát khỏi mũi tên, không ai có thể thoát khỏi mũi tên của ta. Chắc vậy rồi, thôi mình vào cái nick kia đây. Thì sau khi mình nhập hết cái mã code thì mình được bao nhiêu đây nè các bạn. Đó. Cũng không có gọi gì là nhiều nhưng mà nó full các skin của nhân vật gần hết rồi. Đây là cái này xấu hơn cái nãy. Này là cái danh hiệu. Này gì đây? Huy chương.
huy chương BK dùng để nâng cấp đồ Legend. Ở tinh thể điện thiên sứ này là long này, ngẫu nhiên nhận được hơi trang cánh đó. Này là 1 tỷ ma băng, ok. Này nguyên liệu cho đồ truyền huyết, này là cánh vũ khí, với vũ khí hồi nãy là chúng ta có, đứng yên coi đó, hai cái cây hồng. Còn cái này là chúng ta có hai cái hành băng đó. Còn này là gì, phép màu dấu chân đó, dấu chân nè. Hồi nãy đi là nó nhảy ra vậy, giờ nó đi là nó nhảy ra cái tia, cái lá đó. Còn này là cánh, ồ cánh laser, laser xanh gớm quá, nhìn như mấy hằng mà tao nói đam mê gì. Ồ mà đẹp ghê, ồ nhìn lại cũng đẹp đó chứ, trời ơi. Cái gì đây, ồ cái cánh bão, ồ nhìn đẹp ghê, ồ nó đi chung với cái hành băng này là đẹp ngút ngàn luôn, trời ơi trắng rồi. Ồ phía sau nè, lung linh nè, đẹp à, đẹp à. Cái này là cánh thần hội, cũng lâu lắm mà mình mới chơi lại cái này chứ. Ồ cái cánh lửa nè các bạn, nhìn đã ghê không. Ồ có hai con phụng, cái gì ở mà hai con phượng hoàng, trời ơi mà nhìn nó chói quá. Này là cánh gì đây, cánh băng giá, cánh là rườm rà chứ ta, nhưng mà đi chung với cái này là cái thanh kiếm băng này là hợp, nhưng mà mình vẫn thích cái mắt bão này nè. Ok xài cái này đi, cánh bão. Này là cái danh hiệu gì đó, ưu tú ưu tiên gì đó. Đây là thời trang nè các bạn. Đó, đi chung với bộ này, trời ơi trắng tinh từ đầu tới đích, mặc liền. Cái đó nãy có rồi nên nó bán. Đây cái bộ mới nhận này nè, ở cao bồi miền viễn tây, ôi rồi ôi nhìn xấu quá. Trời ơi đồ nè, công tử không, này đi chung với bộ băng cũng đẹp nè các bạn. Rồi trang bị gấu trúc nè, rồi đi chung với bộ băng cũng đẹp luôn. Trang phục sát thủ, sát thủ rồi đâu nhìn thấy gớm quá. Trời ơi, nhìn quý tộc ghê. Đây là con dấu trúc. Đây là con chim. Con dơi. Đây là ngựa nè, đó, cởi ngựa. Ồ phượng hoàng đẹp ghê không. Ồ có voi ma mút nữa nè các bạn, nhưng mà lực chiến của con voi yếu quá. Mình thấy con phượng hoàng là được nhất đó.
Ở đây là cái skin. Skin của do Mammoth, nãy là mình có skin của con gấu trúc rồi. Là skin của do Mammoth. Đó. Này là con gì đây? Đây là con lợn rừng là heo rừng. Ồ nhìn ngầu ghê không? Gồm có mái tóc bầm ngựa nữa nè. Này có rồi nên bán. Này là được mở ra là được kim cương. Này lại sử dụng là triệu hồi boss. Đó. Là triệu tập boss. Còn gì đây? Rương thánh vật vàng. Dùng nhận ngẫu nhiên 100 mảnh ly thánh nón thánh. À lên độ thánh đó mà. Này là bài gì đó. Mở ra được thẻ bài đó, chắc vậy. Để mình dùng kim cương coi nó cho được nhiêu đây. Cho kim cương khóa là nhiều các bạn ơi. Còn kim cương không khóa với vật phẩm đồ là chúng ta phải đi đánh quái rồi mấy cái bãi mà có quái boss hoàng kim rồi các bạn. Mấy con mà vàng á là bu vô đánh là có kim cương nha các bạn, mà không biết được nhiêu thôi, với lại có đồ nữa. Thì mình thấy tạm thời sau một thời gian mình không chơi game này thì bây giờ mình vào thì mình thấy nó chơi cũng được đó các bạn, free cũng nhiều. Việc còn lại là chúng ta chỉ đi cài bừa các kiểu thôi. Con linh tinh linh nè. Nguyên tố kỹ năng gì đó. Thú cưỡi nè các bạn. Thời trang nè, mình để mình coi. Thôi mình mặc thôi ma, mình đi con này đi, con này đẹp nè. Tức đó. Lên liền. Nhưng mà nhìn ngồi lên con này nó tù nó làm sao đó các bạn. Đúng không? Nhìn nó không có cân xứng cho lắm. Thôi mình review tới đây thôi rồi các bạn tự chơi đi nha. Tự chơi và cảm nhận chứ mình review hết rồi còn gì đâu chợ. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Ồ con này nhìn cũng được nè. Đó, thôi vác con này đi. Trời đi trái tim mà trời ơi. Đó, trời trái tim rồi các bạn. Đó, trái tim nè. Gì đây? Ô ngầu gì? Ô ngầu gì? Ô. Có phòng ngự. Rồi, bye bye các bạn, chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ like và share cái video. Đừng quên comment cho mình biết ý kiến và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp vào quảng cáo bên này. Đó là cái phần download tiếp theo, là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.